Trận đấu giữa MU và PSG trên sân Old Trafford đã khép lại với chiến thắng 3-1. Bên cạnh kết quả của màn thua hùng này, những pha va chạm giữa cầu thủ đôi bên cũng là đề tài được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Scott McTominay cũng cho thấy mình không phải là dạng vừa. Sau pha truy cản khiến Neymar ngã xuống sân, số 39 của quỷ đỏ bước qua đầu đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, tuyển thủ Scotland còn giẫm lên chân của chân sút bên phía PSG và khiến cho các cầu thủ áo trắng phẫn nộ. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở bên dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong bóng đá, bên cạnh những tình huống đẹp và cống hiến của các cầu thủ trên sân thì vẫn còn xuất hiện những hành động thiếu fair play từ các cầu thủ. Tất cả các tình huống như vậy thật đáng lên án và cần loại bỏ ngay lập tức. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn theo dõi lại những pha bóng xấu xí, những tình huống xô xát của hai bên trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao. Tình huống diễn ra trong trận đấu tiếp đón Paris Saint-Germain của Manchester United trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021. Một hành động khá thiếu fair play của Scott McTominay khi anh dường như cố ý dẫm lên chân của Neymar sau tình huống va chạm trước đó. Một pha xử lý khá thiếu chuyên nghiệp này đã khiến cả hai có lời qua tiếng lại khá quyết liệt sau khi hiệp 1 kết thúc. Phút 89, khi Valencia đang bị Real Madrid dẫn tới 3-0, Lycanin lao đến cướp bóng của Ramos, nhưng thủ quân bên phía Real che chắn tốt, không giữ được bình tĩnh. Cầu thủ trẻ người Hàn Quốc đã liên tục 3 lần vào chân của trung vệ số 4. Để rồi trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp trước khi mọi chuyện có thể dẫn tới xô xát hai bên. Hành động thô bạo của Lycanin ngay lập tức nhận rất nhiều chỉ trích từ truyền thông Hàn Quốc và quốc tế. Real Madrid và Atletico Madrid từ lâu đã trở thành hai đối thủ không đội trời chung của nhau. Chính vì thế, mỗi khi hai đội bóng này có cuộc chạm trán, thì sự căng thẳng và kịch tính của trận đấu luôn được đẩy lên cao trào, kể cả những trận đấu mang tính giao hữu. Tiêu biểu là tình huống này, phút 63 của cuộc gặp mặt hai đội tại ICC Cup 2019. Diego Costa và Dani Carvajal đã lao vào ẩu đả với nhau. Costa là người khơi mào với một pha vào bóng từ phía sau với Carvajal. Sau khi chứng kiến đồng đội của mình, Thomas Lemar bị hậu vệ cánh của Real Madrid đá thẳng vào chân trước đó, để rồi đã dẫn tới cuộc xô xát của cả hai đội. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ cho cả Costa và Carvajal ngay sau đó, trước khi mọi chuyện có thể trở nên xấu hơn. Một cuộc xô xát khác đã xảy ra trong trận đấu giữa U23 Chelsea và U23 Tottenham trong khuôn khổ Premier League 2. Xuất phát từ cú soạt bóng quyết liệt từ cướp bóng của một cầu thủ bên phía Tottenham, Daniel Greenwater, và ngay sau đó,
anh đã có hành động như trả đũa đối phương bằng cái ngáng chân lại đối phương. Chính hành động này đã dẫn đến cuộc xô xát của cả hai đội và kết quả là cầu thủ đội 1 của Chelsea Drinkwater phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha hành động thô bạo đó. Ở phút cuối cùng của hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa hai ông lớn Real Madrid và Barcelona, Sergi Roberto đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vung tay khá thô với Marcelo ngay trước mắt trọng tài chính. Đáng nói ở đây là trước đó hậu vệ trái bên phía Real Madrid đã có hành động tiểu xảo với cú hất vai đầy tinh quái đối với tiền vệ Barca và thế là đủ để cái đầu nóng của anh không giữ được bình tĩnh và có pha trả đũa lại ngay sau đó. Kết quả, Roberto nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giò 4 trận sau đó. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Không rõ cố tình hay vô ý về hành động xúc trực tiếp vào người đối phương của cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh ở tình huống này, khi mà cả hai đang lao đến với tốc độ cao, để rồi có vẻ như cú phá bóng của cầu thủ số 6 đã không trúng bóng và đá thẳng vào người đối thủ. Và hậu quả của hành động nguy hiểm này là chiếc thẻ đỏ rời sân từ vị trọng tài chính. That's how it goes in Hollywood perfect. Một pha bóng không khác gì triệt hạ đối thủ từ Paulo Dybala. Cái đưa chân ra rất thô và không được phép cầu thủ nào lại giơ chân quá cao như vậy khi không biết xung quanh mình có ai. Một hành động không rõ có chủ đích hay vô ý của cầu thủ người Argentina, nhưng ngay sau đó là chiếc thẻ đỏ ngay cho anh vì hành động thô bạo như vậy. Thật khó hiểu với hành động nguy hiểm này của Bissouma lại chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính. Một tình huống không được phép vung chân tự do như vậy của cầu thủ số 8 đã va rất nguy hiểm vào mặt của cầu thủ bên phía Newcastle. Một tình huống không rõ cố ý hay không, nhưng hành động bất cẩn đó cần được khắc phục ngay đối với cá nhân Bissouma. Got a bit.
Pha cản người không bấm rất thô của Matteo Guendouzi bên phía Arsenal đã gây ra nhiều phản ứng của các cầu thủ Crystal Palace, bởi đó là tình huống có thể dẫn đến pha phản công nguy hiểm của đội bóng áo đen ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi tỷ số đang là 2-2. Cuộc va chạm hai bên đã xảy ra khi nhiều cầu thủ của hai đội đã trực tiếp lao vào phản ứng dữ dội, và kết thúc của pha bóng đó là chiếc thẻ vàng dành cho số 29 bên phía Arsenal. This isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Tình huống diễn ra ở phút 60 trận đấu giữa Chelsea và Tottenham, khuôn khổ Premier League 2019-2020, khi mà ngôi sao Son Heung-min bên phía Tottenham sau khi va chạm quyết liệt với Antonio Rudiger đã không giữ được bình tĩnh và có hành động trả đũa ngay sau đó. Một tình huống như cố ý đạp thẳng vào người đối phương của cầu thủ người Hàn Quốc, và sau khi tham khảo rất kỹ từ VAR, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ đối với số 7 sau hành động thiếu kiềm chế của anh. Như vậy, chúng ta vừa được theo dõi lại những hành động không đẹp trong bóng đá, những cú va chạm nguy hiểm có thể dẫn tới chấn thương nặng từ các cầu thủ. Hy vọng sự có mặt của VAR trong bóng đá sẽ giúp giảm thiểu hành động xấu xí, thiếu chuyên nghiệp này, góp phần giữ gìn nét đẹp của bóng đá đỉnh cao. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh. Đó là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.